55. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rajagaha theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía thành Savatthi. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã ngự đến thành Savatthi. Tại nơi đó, ở Savatthi, Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Sariputta xá lợi phất bị bệnh sốt toàn thân khi ấy đại đức mahamoggalana mục kiền liên đã đi đến gặp đại đức sariputta sau khi đến đã nói với đại đức sariputta điều này này đại đức sariputta trước đây bệnh sốt toàn thân của đại đức được dịu đi nhờ vào thứ gì này đại đức tôi nhờ vào các cọng súng và cọng sen sau đó, giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh tay đã được co lại hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra. Tương tự như thế, Đại Đức Mahamogalana đã biến mất tại Chetavana rồi hiện ra ở bờ hồ sen Mandakini. Có con long tượng nọ đã nhìn thấy Đại Đức Mahamogalana từ đàng xa đang đi lại. Sau khi nhìn thấy, đã nói với Đại Đức Mahamokalana điều này. Thưa Ngài, xin Ngài Đại Đức Mahamokalana hãy đến. Thưa Ngài, xin hoan nghênh Ngài Đại Đức Mahamokalana. Thưa Ngài, Ngài Đại Đức có nhu cầu gì? Tôi có thể dân vật gì? Này Đạo Hữu, ta có nhu cầu về các cọng súng và cọng sen. Khi ấy, con long tượng ấy đã ra lệnh cho con long tượng khác này bạn như vậy bạn hãy dâng đến ngài đại đức các cổng súng và cổng sen theo như nhu cầu sau đó con lông tượng ấy đã lội xuống hồ sen madakini dùng giòi nhổ các cổng súng và cổng sen rồi rửa sạch sẽ sau khi rửa xong đã buộc lại thành bó rồi đi đến gặp đại đức mahamogalana khi ấy giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh tay đã được co lại hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra tương tự như thế đại đức mahamogalana đã biến mất tại bờ hồ sen mandakini rồi hiện ra ở chetavana con lông tượng ấy cũng đã biến mất tại bờ hồ sen mandakini và hiện ra ở chetavana khi ấy con lông tượng ấy sau khi đã dâng đến đại đức Moggalana các cộng súng và cộng sen rồi đã biến mất tại Chitavana và hiện ra ở bờ hồ sen Mandakini. Sau đó, đại đức Mahamogalana đã đem lại các cộng súng và cộng sen cho đại đức Sariputta. Khi ấy, đại đức Sariputta đã thọ dụng các cộng súng và cộng sen, bệnh sốt toàn thân đã được thuyên giảm. Nhiều cộng súng và cộng sen còn thừa lại vào lúc bấy giờ trong thời kỳ khó khăn về vật thực các vị tỳ khưu chỉ được thỉnh cầu những khẩu phần ít ỏi nên có sự suy nghĩ rồi từ chối và toàn bộ hội chúng đã được thỉnh cầu nhưng các vị tỳ khưu ngần ngại nên không thọ lãnh này các tỳ khưu hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng này các tỳ khưu ta cho phép vị đã ăn xong khi được yêu cầu thì được thọ dụng và không phải còn thừa, đã được mọc ở rừng hoặc đã được mọc ở hồ nước. 56. Vào lúc bấy giờ, ở thành Savatthi có vô số trái cây có thể ăn được nhưng lại không có người làm cách trái cây ấy trở thành đúng phép. Các vị Tỳ khưu ngần ngại nên không thọ dụng trái cây. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn này các tỳ khưu, ta cho phép thọ dụng trái cây không có hột hoặc không còn hột, cho dù chưa được làm trở thành đúng phép. 57. Sau đó, khi đã ngự tại thành Savatthi theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía thành Rajagaha. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự đến thành Rajagaha. Tại nơi đó, trong thành Rajagaha, Đức Thế Tôn ngự tại Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh lở loét. Thầy thuốc Akasagotta đã thực hiện việc mổ xẻ. Sau đó, Đức Thế Tôn trong khi đi dạo quanh các chỗ trú ngụ đã đi đến trú xá của vị tỳ khưu nọ. Thầy thuốc Akasagotta đã nhìn thấy Đức Thế Tôn từ đằng xa đang đi lại. Sau khi nhìn thấy, đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch ngài Gotama, xin hãy lại đây. Xin hãy nhìn xem hậu môn của vị tỳ khưu này giống như là miệng của con kỳ nhông vậy. Khi ấy, Đức Thế Tôn nghĩ rằng, kẻ rồ dại này muốn đùa cợt ta, rồi đã từ nơi ấy quay trở về và nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu có phải trong trú xá ở đằng kia có vị tỳ khưu bị bệnh bạch thế tôn thưa có này các tỳ khưu vị tỳ khưu ấy bị bệnh gì bạch ngài đại đức ấy bị bệnh lở loét thầy thuốc akasagotta đã thực hiện việc mổ xẻ đức phật thế tôn đã khiển trách rằng này các tỳ khưu thật không đúng đắn cho kẻ rồ dại ấy thật không hợp lẽ không tốt đẹp không xứng pháp sa môn không được phép không nên làm này các tỳ khưu vì sao kẻ rồ dại ấy lại cho người thực hiện việc mổ xẻ ở chỗ kín của cơ thể này các tỳ khưu da ở chỗ kín của cơ thể thì mỏng vết thương khó liền da dao khó điều khiển này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu, không nên cho người thực hiện việc mổ xẻ ở chỗ kín của cơ thể. Vị nào cho người thực hiện thì phạm tội thun lắc sa gia, trọng tội. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm luật sư nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã cấm đoán việc mổ xẻ nên đã cho người thực hiện việc bơm thục. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận ưa thích sự học tập các vị ấy phàn nàn phê phán chê bai rằng vì sao các tỳ khưu nhóm luật sư lại cho người thực hiện việc bơm thục sau đó các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu nghe nói các tỳ khưu nhóm luật sư cho người thực hiện việc bơm thục có đúng không vậy bạch thế tôn đúng vậy Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng Này các tỳ khưu Thật không đúng đắn cho kẻ rồ dại ấy Thật không hợp lẽ Không tốt đẹp Không xứng pháp sa môn Không được phép Không nên làm Này các tỳ khưu Vì sao những kẻ rồ dại kia Lại cho người thực hiện việc bơm thục Này các tỳ khưu sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các Tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các Tỳ khưu rằng: Này các Tỳ khưu, không nên cho người thực hiện việc mổ xẻ hoặc việc bơm thuộc xung quanh chỗ kín của cơ thể hai lóng tay. Vị nào cho người thực hiện thì phạm tội thun lắc trọng tội. 58. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rajagaha theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía thành Paranasi, Ba La Nại. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự đến thành Paranasi. Tại nơi đó, trong thành Paranasi, Đức Thế Tôn ngự tại Isipatana ở vườn Nai. Vào lúc bấy giờ, trong thành Paranasi có nam cư sĩ Supiya và nữ cư sĩ Supiya. Cả hai đều ngưỡng mộ là thí chủ, là người phục vụ, là người hộ độ cho hội chúng. Khi ấy, nữ cư sĩ Supiya đi đến tu viện, rồi đi từ trú xá này đến trú xá khác, từ phòng này đến phòng khác, và hỏi các vị tỳ khưu rằng. Thưa các ngài, vị nào bị bệnh? Vật gì cần được mang lại? Cho vị nào? Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã uống thuốc sổ. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã nói với nữ cư sĩ Supiya điều này này chị gái tôi đã uống thuốc sổ tôi có nhu cầu về mùi vị của thịt thưa ngài tốt lắm vật ấy sẽ được mang lại sau khi về nhà nữ cư sĩ supia đã bảo người giúp việc rằng này chú em hãy đi và tìm mua loại thịt đã được làm sẵn pavatta manson thưa cô chủ xin dân rồi người đàn ông ấy nghe theo nữ cư sĩ Supiya đã đi rảo khắp cả thành Paranasi nhưng vẫn không thấy loại thịt đã được làm sẵn. Sau đó, người đàn ông ấy đã đi đến gặp nữ cư sĩ Supiya. Sau khi đến, đã nói với nữ cư sĩ Supiya điều này. "Thưa cô chủ, không có thịt đã được làm sẵn, hôm nay là ngày kiên sát sanh." Khi ấy nữ cư sĩ Sophia đã khởi ý điều này. Vì tỳ khưu bị bệnh ấy mà không có được mùi vị của thịt thì bệnh sẽ trầm trọng hơn hoặc sẽ chết. Đối với ta, việc ta đã hứa mà không cho người đem lại là việc không đúng đắn. Nên đã lấy con dao găm, cắt miếng thịt ở đùi rồi trao cho người tớ gái nói rằng Này em, hãy chuẩn bị miếng thịt này rồi dâng đến vị tỳ khưu bị bệnh ấy ở trong trú xá kia và ai hỏi ta thì hãy báo cho biết là cô chủ bị bệnh rồi nàng đã lấy thượng y quấn quanh đùi đi vào phòng trong và nằm xuống trên giường sau đó nam cư sĩ supia đã trở về nhà và hỏi người tớ gái rằng supia đâu rồi thưa ông chủ bà nằm ở phòng trong khi ấy nam cư sĩ suppia đã đi đến gặp nữ cư sĩ suppia sau khi đến đã nói với nữ cư sĩ suppia điều này vì sao nàng lại nằm vậy thiếp bị bệnh nàng bị bệnh gì vậy sau đó nữ cư sĩ suppia đã kể lại sự việc ấy cho nam cư sĩ suppia khi ấy nam cư sĩ suppia nghĩ rằng thật kỳ diệu thay, thật phi thường thay. Nàng Supiya đã được an trú vào niềm tin đến thế. Bởi vì ngay cả thịt của chính bản thân còn được dứt bỏ, thì còn gì khác nữa mà nàng không thể bố thí. Nên mừng rỡ, phấn chấn, đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, nam cư sĩ Supiya đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn nhận lời bữa trai phản của con vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu. Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, nam cư sĩ Supiya hiểu được sự nhận lời của Đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh và ra đi sau đó khi trải qua đêm ấy nam cư sĩ supia đã cho chuẩn bị sẵn sàng thức ăn thượng hạng loại cứng loại mềm rồi cho người thông báo thời giờ đến đức thế tôn bạch ngài đã đến giờ thức ăn đã chuẩn bị xong khi ấy vào buổi sáng đức thế tôn đã mặc y cầm y bát rồi đi đến tư gia của nam cư sĩ supia sau khi đến, đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. Sau đó, nam cư sĩ Supiya đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Đức Thế Tôn đã nói với nam cư sĩ Supiya đang đứng một bên điều này. Supiya đâu rồi? Bạch Thế Tôn nàng bị bệnh như vậy thì nàng hãy đi đến đây. Bạch Thế Tôn, nàng không đủ sức. Như vậy thì hãy ẩm rồi đưa nàng lại đây. Sau đó, nam cư sĩ Supiya đã ẩm và đưa nữ cư sĩ Supiya lại. Khi Đức Thế Tôn nhìn thấy nàng, ngay khi ấy, vết thương lớn như thế đã được liền lại, có làn da đẹp và lông tơ đã mọc. Khi ấy, nam cư sĩ supia và nữ cư sĩ supia nghĩ rằng thật kỳ diệu thay thật phi thường thay đức như lai có đại thần lực có đại oai lực bởi vì ở đây chỉ với ánh nhìn của đức thế tôn vết thương lớn như thế đã được liền lại có làn da đẹp và lông tơ đã mọc nên mừng rỡ phấn chấn rồi đã tự tay làm hài lòng và thỏa mãn hội chúng tỳ khưu có đức phật đứng đầu với thức ăn thượng hạng loại cứng, loại mềm. Đến khi Đức Thế Tôn đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát, họ đã ngồi xuống ở một bên. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho nam cư sĩ Supiya và nữ cư sĩ Supiya bằng bài pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 59 Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi các tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu, vị nào đã yêu cầu nữ cư sĩ Supia về thịt? Khi được nói như thế, vị tỳ khưu ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này Bạch Ngài, chính con đã yêu cầu nữ cư sĩ Supia về thịt này Tỳ Khưu, có phải thịt đã được đem đến đây? Bạch Thế Tôn, thịt đã được đem đến đây. Này Tỳ Khưu, có phải ngươi đã thọ dụng? Bạch Thế Tôn, con đã thọ dụng. Này Tỳ Khưu, ngươi có quán xét là thịt gì hay không? Bạch Thế Tôn, con đã không quán xét là thịt gì. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng này kẻ rồ dại vì sao ngươi chưa quán xét mà lại thọ dụng thịt này kẻ rồ dại ngươi đã thọ dụng thịt người này kẻ rồ dại sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này kẻ rồ dại hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu, có những người có niềm tin đã được an trú, ngay thịt của chính bản thân còn được những người này dứt bỏ. Này các tỳ khưu, không nên thọ dụng thịt người. Vị nào thọ dụng thì phạm tội, thun lắc ra gia, trọng tội. Này các tỳ khưu, không nên thọ dụng thịt khi chưa quán xét. Vị nào thọ dụng thì phạm tội đúc ca ta, tác ác. 60. Vào lúc bấy giờ, các con voi của đức vua bị chết. Trong thời kỳ khó khăn về vật thực, nên dân chúng ăn thịt voi và bố thí thịt voi đến các tỳ khưu đang đi khất thực. Các vị tỳ khưu thọ dụng thịt voi dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng Tại sao các sa môn thích tử lại thọ dụng thịt voi? Các con voi là vật biểu tượng của hoàng gia. Nếu Đức vừa biết, Ngài sẽ không hoan hỷ với các vị nữa đâu. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên thọ dụng thịt voi. Vị nào thọ dụng thì phạm tội Đức ta, tác ác vào lúc bấy giờ các con ngựa của đức vua bị chết trong thời kỳ khó khăn về vật thực nên dân chúng ăn thịt ngựa và bố thí thịt ngựa đến các tỳ khưu đang đi khất thực các vị tỳ khưu thọ dụng thịt ngựa dân chúng phàn nàn phê phán chê bai rằng tại sao các sa môn thích tử lại thọ dụng thịt ngựa các con ngựa là vật biểu tượng của hoàng gia nếu đức vua biết Ngài sẽ không hoan hỷ với các vị nữa đâu. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên thọ dụng thịt ngựa. Vị nào thọ dụng thì phạm tội đúc Ca Ta, tác ác. Vào lúc bấy giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực, dân chúng ăn thịt chó và bố thí thịt chó đến các tỳ khưu đang đi khất thực. Các vị tỳ khưu thọ dụng thịt chó dân chúng phàn nàn, phê phán chê bai rằng Tại sao các sa môn thích tử lại thọ dụng thịt chó? Loài chó thì ghê tởm và đáng ghét. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên thọ dụng thịt chó. Vị nào thọ dụng thì phạm tội đức ca ta tác ác. Vào lúc bấy giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực, dân chúng ăn thịt rắn và bố thí thịt rắn đến các tỳ khưu đang đi khất thực. Các vị tỳ khưu thọ dụng thịt rắn. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng Tại sao các sa môn thích tử lại thọ dụng thịt rắn? Loài rắn thì ghê tởm và đáng ghét. Vua của loài rắn là Supasa đã đi đến gặp Đức Thế Tôn sau khi đến đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Khi đã đứng một bên, Supasa, vua của loài rắn, đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, có những loài rắn không có đức tin, không có ngưỡng mộ, chúng có thể hãm hại các vị tỳ khưu, dầu là việc không đáng. Bạch Ngài, thật tốt đẹp thay, các ngài đại đức chớ nên thọ dụng thịt rắn. Khi ấy, đức thế tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho Supasa, vua của loài rắn, bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được đức thế tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, Supasa, vua của loài rắn, đã đảnh lễ đức thế tôn, hướng dài phải nhiễu quanh rồi ra đi. Sau đó, đức thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu không nên thọ dụng thịt rắn vị nào thọ dụng thì phạm tội đúc ca ta tác ác vào lúc bấy giờ những người thợ săn giết chết con sư tử rồi ăn thịt sư tử và bố thí thịt sư tử đến các tỳ khưu đang đi khất thực các vị tỳ khưu sau khi thọ dụng thịt sư tử rồi vào ngủ ở trong rừng. Những con sư tử nhận biết được mùi thịt sư tử nên đã dồ lấy các vị tỳ khưu. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên thọ dụng thịt sư tử. Vị nào thọ dụng thì phạm tội đúc ca ta, tác ác. Vào lúc bấy giờ, những người thợ săn giết chết con hổ rồi ăn thịt hổ và bố thí thịt hổ đến các tỳ khưu đang đi khất thực. Các vị tỳ khưu sau khi thọ dụng thịt hổ rồi vào ngủ ở trong rừng. Những con hổ nhận biết được mùi thịt hổ nên đã dồ lấy các vị tỳ khưu. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên thọ dụng thịt hổ. Vị nào thọ dụng thì phạm tội đúc ca ta, tác ác vào lúc bấy giờ những người thợ săn giết chết con beo rồi ăn thịt beo và bố thí thịt beo đến các tỳ khưu đang đi khất thực các vị tỳ khưu sau khi thọ dụng thịt beo rồi vào ngủ ở trong rừng những con beo nhận biết được mùi thịt beo nên đã vồ lấy các vị tỳ khưu các vị đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu không nên thọ dụng thịt beo vị nào thọ dụng thì phạm tội đúc ca ta, tác ác. Vào lúc bấy giờ, những người thợ săn giết chết con gấu, rồi ăn thịt gấu, và bố thí thịt gấu đến các tỳ khưu đang đi khất thực. Các vị tỳ khưu sau khi thọ dụng thịt gấu, rồi vào ngủ ở trong rừng. Những con gấu nhận biết được mùi thịt gấu, nên đã dồ lấy các vị tỳ khưu. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn này các tỳ khưu, không nên thọ dụng thịt gấu. Vị nào thọ dụng thì phạm tội đúc ca ta, tác ác. Vào lúc bấy giờ, những người thợ săn giết chết con chó sói rồi ăn thịt chó sói và bố thí thịt chó sói đến các tỳ khưu đang đi khất thực. Các vị tỳ khưu sau khi thọ dụng thịt chó sói rồi vào ngủ ở trong rừng. Những con chó sói nhận biết được mùi thịt chó sói nên đã dồ lấy các vị tỳ khưu. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên thọ dụng thịt chó sói. Vị nào thọ dụng thì phạm tội đúc ca ta, tác ác. Dứt tụng phẩm Supiya là phần thứ nhì.